Dạ chào các chú các bác cùng các anh em mình ha. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 cũng như là cuối tháng anh em, cái cuối tháng của em. Em có ít đồ nghề muốn gửi đến anh em tham khảo ha. Thấy được thì alo cho em 0916 685 856, gặp em Bình ở Lê Dùng Thấp nha. Thì những món hàng hôm nay thì chuyển khoản sẽ được bao ship, còn không chuyển thì không bao nha anh em. Anh em nhớ kỹ nha. Rồi đơn giản vậy thôi. Anh em nào thấy em sẽ cố gắng những quay chi tiết những cái món đồ anh em cần mua, thì mua bán trên mạng em cũng thông cảm và hiểu như anh em, như là mình muốn mua cái đồ đó là phải cũng như là xem thật kỹ ở trên này, tránh tình trạng mình mua không vừa ý ha. Thì em sẽ cố gắng đo hoặc là soi cho kỹ cho anh em ha. Rồi thì đầu tiên em có cái thước kẹp ha. Kẹp thì của thằng Nhật ha, Mitu Toyo nè, bánh đinh sao băng. Đây, mỏ của nó vậy ha. Anh em mình soi cho kỹ ha, cũng hơi ấy chút xíu. Nằm bãi là mấy cái mũi này ít khi nào mà nó còn nguyên đó anh em. Trừ khi những con mà nằm ở trong hộp hoặc là nằm trong thùng đồ nghề á, nó không có da đập á, thì nó sẽ còn nguyên cái mũi nhọn này. Đa số nó cũng tầm vậy thôi ha. Thì mình đo ly là thường thường mình đo phía dưới không anh em. Ở mũi nhọn cũng hiếm lắm. Đó. Đây. Nó hơi chút xíu ở dưới ha. À. Đó. Anh em ha. Nó chỉ vậy thôi. Chung thước nằm bãi như vậy là ok rồi. Con này thông số còn ok anh em, rõ ràng ha. Đây. Thông số còn khá là ok tại nó chối cái đèn led á, nên nó chá chá. Đó. Thông số còn khá ok ha. Nó dấu nội địa nằm đây nè, 15 cm anh em. Đó. Còn nguyên ha. Nó có thiếu con ốc ký ở đây ha. Rồi, con này số 1 em bán với giá là 300 ha. Còn khá đẹp luôn. Mitu Toyo. Made in Japan ha. Đây, thương hiệu. Rồi. Ai thích con này chốt em mã số 1 300. Số 2. Số 2 là con này là cũng là Mitu Toyo luôn, Made in Japan luôn, nhưng mà con này dài hơn xíu, con này nó tới 20 cm ha. Thông số cũng rất là rõ. Đây, nó có bị mất cái ốc đây, ông Nhật cũng tra cái đinh vô nè anh em. Về thì mình khắc phục cái này ha. Phía sau. Quên con kia em kéo ra nữa. Em kéo con này ra. Đó. Nó hơi dơ chút này nè. Chùi ra hết à. Kéo này ra. Đó. Để xài xíu cho nè, cho nó đỡ chối. Có bị mẻ đây. Mặt dưới nó đây nè, anh em nhìn đây là thấy hiểu nè. Cái độ hở của nó không có nhiều anh em. Đó, mình đẩy vô là ok luôn ha. À, tay mình đo thì mình đẩy vô ha. Đẩy vô là nó khít. Cái ok ha. Còn khi mình buông ra thì nó hơi hở xíu, mình đo cái mình hép vô là ok. Rồi, đầu trên nó vậy anh em. Đó. Đó, đầu trên nó vậy nha. Rồi, ai thích con thước này chốt cho em mã số 2. Con này thôi em bán con này 400 thôi. Con này 400 nha anh em. Tại vì con này hôm trước cù lại nè, thì cái món hàng nào cù lại thì em sẽ giảm giá để lấy vốn ra ha. Rồi, số 2 400. Con này thì em cũng kéo ra cho anh em xem, nãy quên kéo, tại dán cái quên kéo thấy nó cũng còn ok, quá ok đi, đến không kéo thôi cũng phải kéo cho anh em vừa cho vừa ý ha. Đó, kéo ra cũng rất là mượt nè. Đó. Kéo ra rất là mượt. Rồi, số 1 300 ha, kéo ra ok hết. Rồi số 3. Số 3 là một cây giá 700 ha, cũng là thước kẹp nhưng mà độ dài của nó là 30 cm ha. Đó, hình thức bên ngoài của nó đây.
số rất là ok anh em ha, số khá ok đó, 300 ml ha, ở sao còn 700 số 3. Thì con này nó có khuyết điểm ở đây anh em, đây bên kia nó mài không biết sao nó mài cái này đó, một khuyết điểm ha. Điểm thứ hai nữa là trên đầu nó vậy đó, nó hơi bị chút xíu ha, nè đó nè ha. Thì mình lúc nào mình cũng đo sâu sâu dưới này không anh em, chứ không cái nào mà cái chót cũng đo nhưng mà ít lắm, cũng chung cái này cũng tạm được chứ không đến độ xấu. Thông số rất là rõ ràng, độ dây số nó là 0,05 ml ha, nè, rất là ít, miệng cũng rất là khích ha. Rồi sau lưng nó đây đó. Rồi con này mã số 3 700 ha. Tiếp theo là mã số 4. Số 4 là con kéo này cắt cành ha. Cành này để em đo nó coi. Chiều dài nó là tấc 8 anh em ha, chiều dài tấc 8. Đây, mở ra. Đó. Đây có chữ nhật nằm đây ha. Chữ nhật này anh em này ha. Đó. Lữ là chưa mài anh em. Bãi về chưa mài. Anh em bên qua kiển thì anh em gạch cái này, con sai. Đó, bên đây đồng thao ha, ốc đồng thao. Bên đây là chữ nhật đàng hoàng ha. Khá ok. Rồi, số 4 giá 250k, có móc kệ luôn. Đó, 250k. Số 5. Số 5 là cũng là 250k, cũng là kéo cắt cành luôn. Có logo nó đây, chữ nhật nó nằm đây ha. Cũng ốc bằng thao luôn. Đó. Thích. Ha. Lò xo này nó dạng kiểu khác nè, có cái này nó tới đây là nó không vô tay mình nè, nó chổi rồi nè, không có nhét cái tay mình ha, nó tới đây là nó không nhét nữa, nó mà kích đây ha. Rồi tiếp tục anh em, đang ấy có khách điện rồi. Cái này số 5, số 5 là 250, chiều dài nó là cũng là tắc 8 anh em, đồng giá thì nó cũng lử lử lít lít cũng còn ngon lắm đó. Lử lít này em không có mài, em không biết mài, không dám mài, mài sẽ nó hư. Rồi cái này vậy anh em, nó về mình tra cái miếng cọng dây vô đây, vô chỗ lỗ này nè, rồi mình máng vô nó mất cọng dây à. Rồi 250k mã số 5. Mã số 6 này, cái này là siêu phẩm đây. 6 là con này tuyệt đẹp luôn, con này hình như mới chưa xài luôn anh em. Con này chữ hai bên luôn ha. Đây chữ nhật này. Đây chữ nhật nữa. Thì con này chiều dài nó 20 gần 20,5 ha anh em, gần 21 ha, chiều dài nó 21. Đó, con này xe lớn nè. Thì con này bao này có dây da xịn luôn nè. Đó, dây da xịn zin luôn. Đó, lưỡi của nó này. Quá là ok luôn anh em. Tuyệt vời luôn. Thép của nó nè. Anh em ghê không? Bén cực kỳ luôn anh em. Con này như chưa xài. Đó, bên đây cũng chữ nhật nè. Đó, thấy không? Con này là đúc nguyên khói anh em. Ha. Mấy con kia cũng đút nguyên khói luôn. Rồi, khá ok. Con này mã số 6 giá 400k. Nghe không, con sai nhịn kéo này là ghiền liền. Rồi, số 7. Số 7 100k cho cây kéo cánh bướm ha, kéo bướm. Chữ nhật nằm đây ha. Đó, thủ công anh em. Đây lử đây. Đây. Đó. Này em chưa mài nha, em không động chạm. Đó, về anh em mình biết mài, mài cái là bén ngót như gươm luôn. Chủ yếu là em chỉ lượm còn nguyên thôi ha, em chỉ lấy gì còn nguyên thôi.
anh em mình mài ha. Đó, nó hơi bị xé chút xíu anh em. Rất là ok ha. Rồi 100k kéo cánh bướm, kéo bướm số 7 nha anh em. Số 7 100k. Số 8 thì mỗi sản phẩm nó có mã số hết. Anh em mua hàng thì anh em nói là à, chốt mã số 8, số 9 gì đó là em sẽ biết. Đó, số 8 130.000. Quên đo cái chiều dài cái kéo này nữa. Chiều dài cái kéo này là 1 tấc, cái như tấc 7 anh em ha, tấc 7. Chiều dài con này tấc 7. Mã số 7 nè. Mã số 8. Số 8 thì nó chiều dài nó 1 tấc 9 anh em ha. Thì con này cũng có cái logo Nhật nằm đây. Đây nè anh em ha, logo tiếng Nhật nằm đây. Thì con này bằng thép trắng ha anh em. Thép trắng. Đó. Đứng liếc còn ok ha. Con này em cũng chưa vệ sinh. Anh em mình vệ sinh ha. Kéo thép trắng. Rồi, con này 130.000. Mã số 8. Mã số 9. Đây, mã số 9 là một con kéo bonsai ha. Đây, kéo bonsai. Chiều dài nó là 20 anh em. Đây, chiều cái mỏ nó là được 22 phân ha. Mỏ nó ló ra được 2 phân. Chữ Nhật nằm đây nè. Chữ Nhật nằm đây nè. Đây. Ha, một hàng chữ Nhật luôn ha. Cái mỏ nó hơi nằm bãi anh em. Hãy tới thế lưu nó bị hơi mẻ chút xíu. Nó hơi gãy mỏ chút xíu. Chút xíu thôi anh em. Cái này mình vuốt nhẹ cái là nó mất tiêu của dấu này luôn. Nói chung là những anh em nào mua con này thì mình biết như là biết mài biết sửa thì mua ha. Nói chung là nó chỉ cái mỏ chút xíu thôi, nhưng con vẫn còn khá ok, lưỡi còn ok lắm ha. Để cho mình tỉa những cái chồi, những cái ở trong thân á mà khó đút tay vô được thì mình lấy kéo này 150k kéo Nhật ha. Mã số 9 150k. Mã số em có một con ARS nè. 9 này là 9 đây con đó nè. Này là 9 đó 9A đi. Cái này 9B nè. À ha. 9B ha. Cái này 9B đi. 9B. 9B giá con này là 250k ha. Rồi, con này là kéo ARS cũng là loại đó luôn, nhưng chiều dài nó coi. Chiều dài nó là 1 tấc 9 anh em. Thì con này mắt in ra băng nè ha, mắt in ra băng. Có cái chốt khóa đây ha, mở ra. Nữ còn khá ok, khá là bén luôn. Đó, rất là bén. Đó. Chốt khóa đây. Đó, khóa ha. ARS hiệu cá sấu nè anh em. Đó, mắt in ra băng ở đây. Rồi, mã 9B giá 250k. Mã số 10. Số 10 là một con kìm tốt dây điện của MCC ha. MCC là anh em biết của da băng rồi, chữ Nhật đây ha. MCC là nó da băng là không lộn đâu hết. Rồi, tốt dây điện luôn ha. Đây nó có 1 2 3 lỗ, duyên lỗ vuông này là dây điện lớn nha. Rồi, em tốt thử cái này thử coi nó ra không. Tại vì em tuốt dây tròn nó không có ngon không anh em. Dây tròn nó không tịch không. Đúng ra nó phải là dây dẹp á. Rồi mới đúng sức của nó. Này tuốt tạm anh em. Đó. Tuốt rất là ok. Nhưng mà em không có dây vuông em tuốt dây này đỡ ha. Tuốt ra để mình lấy cái gục ha. Tuốt lại nha anh em. Em không có dây vuông, tuốt đỡ dây tròn ha, dây tròn bãi tuốt thử. Đó, nó vậy thôi. Đó.
không có gì vuông thuốc đỡ anh em, nhưng em tuốt cho anh em thấy thôi, nó vậy, chức năng nó vậy. Còn đúng ra nó phải dây tròn mới đúng ha, ô dây vuông mới đúng. Bây giờ em test lỗ cái bên ha, test lỗ cái bên. Cái này cũng hơi nhỏ, gục nhỏ anh em, con này từ 2.5 hay sao, 2.5 nó mới bự, nó mới ok. Và con này dây lớn anh em ơi, con này dây lớn, dây nhỏ nó không đủ xây nó nè, anh em thấy không, đúng vô đó, ok ha. Em để vô găng giữa coi nó ok không, găng giữa nó thấy ok nè, găng bìa găng lớn sao đó anh em. Cái này dây tầm dây bãi nè anh em, là em tuốt cái găng giữa anh em này, nó có 3 găng đó anh em thấy không, có 3 găng 3 lỗ đó đó. Anh em để vô lỗ giữa nha, còn dây lớn hơn mình để lỗ cái bên đó. Đây ha, ok ha. Đây, để lỗ giữa đi. Đó. Làm theo, ok ha. Đây, ok. Rồi. Con này FCC mã số 10 300k. Con này thì cũng là giống như thế, nhưng mà 11 200k. Lý do nó nhìn nó không mới bằng ha, FCC cũng ok ha. Cũng y gan như vậy, hoạt động giống nhau. Để lỗ giữa nè. Con này răng bự rồi. Lỗ con này nó bự anh em. Lỗ con này nó bự hơn. Đây. Ha. Nó bự. Đó, anh em thấy không? Nó bự cho nên là cái lỗ mình nó, cái dây điện mình nó không vừa ha. Đó, còn răng của nó là ok hết. Đó, anh em thấy không? Rồi, con này lý do nó xấu cho nên em bán lấy vốn ra. Rồi, lỗ luôn, 11 200k. 12 là con tuốt dây điện nữa, nhưng mà con này loại thông dụng ha, da băng vẹt xeo ha. Con này kèm vẹt xeo, nó có chữ nhật nằm đây nè. Loại B anh em, nó có 1 2 1 2 3 4 5 lỗ ha. 1.1.6 2.2 2.6 gì nè, 3.2 đó, có nhiều lỗ ha. Thì anh em mình hôm clip trước anh em mua em á, khép lại về anh em nói cái miệng nó hơi chề, rồi mình nhóm hai ốc này ra ha, nhóm ốc này với ốc này ra nè, ba ốc trên lưng này nè, mình nhóm ra, mình nhóm ra thì mình đẩy cái lưỡi này vô là mình siết lại, là cái lúc mình nhóm ra cái mình bóp vậy nè, cái mình đẩy vô cho nó khích lại, khích vậy nè là xong, là mình kiến ốc lại là xong, là nó như vậy anh em. Nó chỉ chè ra là lý do nó lỏng ốc này nè, còn nó chè ra ngoài nó không bằng, cho nên là mình nới lỏng ra, mình đẩy cái này vô là xong ha. Nó giống như cái dàn lừa vậy thôi, đẩy vô cho nó là nó khích liền ha, rất là đơn giản. Tháo mấy ốc này ra, nhóm ra nhẹ xíu anh em, rồi bắt đầu mình bóp gì nè, là đẩy vô là xong, và bén luôn ha. Rồi con này có cử luôn nè anh em ha, con này có cử luôn, đẹp nguyên zin ha. Rồi con này có giá là 300k, số 12 giá 300k ha. Con này tốt là ok rồi, em tốt thử nha. Nó tốt kiểu na kiểu khác con kia. Con này dây này dây em để một, để 2 chấm thôi đó, ok anh em ha. Còn cái cử này á, cái cử này nằm đưa vô đây ha, đưa vô đây là cái dây điện nó đụng phần này ha, dây điện nó đụng cái phần ngang này nè là nó không lên được nữa, là mình giới hạn đó. Còn cái cử này á, mình nới ngóc này ra, mình kéo lên đó, kéo lên, kéo lên là nó sẽ giới hạn là cộng nào như cộng ấy luôn đó. Cộng nào sẽ như cộng đấy. Đó, để vô cái lỗ một, để vô lỗ 2 chấm đi. Đó. Đụng cái cử này nè anh em, đụng vô là xong. Đó, ha, anh em thấy không?
ha. Rồi. Mã số 12 300k. Mã 13. Là con MCC ngõ lách găng dài 300 ha. Dài 300 mm, 300 cm ha, 300 mm ha. Dài nó là 3 tấc á. Đó, 3 tấc anh em. 3 tấc. Đó, nó gặt tới gặt luôn vậy ha. Mở ống nước rất là ok găng nó nè anh em ha. Găng nó. Ok. Vô chị ra ha. Đó, hết ga nó vậy. Đó, hết ga nó cũng tầm khoảng 10 cái thước này em đo coi. Hết ga nó 45 anh em ha. 4 phân gửi. Rồi, con này 13, giá là 350k. 14. 14 là con này của USA nè. Nè. Đó, con này hiệu của thằng Git Git ha. Git Git xanh quân đội luôn, nguyên zin. Đây hãng Git Git đây. Git Git, cái này cũng đã chữ Git Git luôn. Răng của nó này. Dặn cũng khá nhẹ nhàng anh em ha. Không có gì là khó hết, cái này dễ lắm. Để vô miếng nhớt miếng dầu gì là xong. Đây. Nó để phần không nè anh em, Mỹ là có để phần không à. Đó. Răng của nó nè, răng trên răng dưới là ok ha. Xanh quân đội luôn. Mở lưỡi của nó là tầm khoảng cái miệng nó là 65 anh em, ngậm được ống 65 ha. 65. Đó. Rồi, con này chiều dài nó là 'mở miệng gì nè anh em đo vậy nè ha. Không em đo tới đây thôi. Tới đây thì là cái miệng nó khép lại tới đây ha. Thì dài nó là tầm khoảng 30 anh em ơi. Nó là 30 á. Rồi, ai thích con mỏ lít găng của Mỹ này, chốt cho em mã số. Đây, con này số 1. Đây, mã số 14. 14 400k ha. 15. Rồi, tiếp theo là 15. 15 này em đo cái viên đá này, độ dày của nó, độ mịn của nó là 1000 anh em ha. À, ở đây 1000 ha, chữ nhật ha. Này là chưa có xài anh em. Tại nó độ bãi thôi. Chiều dài của viên đá này là nó 20 ha. Chiều chiều dày của nó, độ rộng của nó nè. 35 ha. À, anh em thấy không? 35 ha. Còn chiều ngang của nó nè. Chiều ngang là 60 67 ha. Chiều ngang 67 có nghĩa là 6/7. Đó. Rồi. Độ mịn 1000. Con này chưa xài luôn em, chưa có dấu xài luôn nè. Đó. Có nằm bãi nó thể tới lùi bãi chút xíu. Mà không quan trọng cái này đâu, chủ yếu mình cái lòng trong thôi. Ha. Rồi, số 15, 650k. Số 16. Số 16 là cái búa này. Số 16 150k. Nặng lắm anh em. Của là chiều dài cả cán nó là 30 ha. Cái đầu búa của nó nè, nó đổ cái gì keo hay gì đặt cứng luôn. Con này ít có xúc cán đó. Chiều cao của nó là được 90 anh em ha, 90. Cái này nó đầu nó dẹp ha, người ngang của nó nè.
ngang của nó là 33 cm anh em. Cái này miệng của nó là cũng 3 cm luôn nè. Đầu nó đầu lục giác nè ha. Nó dạt hình lục giác ha. Đó. Hiệu kích gì nè ha. Rồi. Ai thích cái búa này chốt cho em mã 16 ha. Giá 150k. 17. Con này 17 anh em. Rồi 17 đi. 17 là giá 300k ha. Đây một con dao đi rừng. Ông nào ở này bữa hổm đi Sài Gòn rồi trở về nè. Chiều dài cả cán là 45 ha. Mà cái lữ không là mình tới cái khâu nè, cái lữ không là nó một tấc 750 anh em, tấc 750 ha, cái khâu nè ha, 750. Con này nó hai lữ anh em, nó mài hai bên đó, nó mài hai bên, nó mài hai bên có chữ nhật luôn nè. Gửi đi lên trận Sài Gòn rồi tới nơi người ta nói là không phải mẫu, không như clip. Anh em có một cây duy nhất luôn, anh em nghĩ sao mà đây em nè, nó có bắt con ốc ở đây ha, gin của nó bên Nhật nó bị xúc cán hay sao á, nó trang ốc vô đây ha. Cán này là bỏ anh em, cán này là bỏ anh em xài được xài nha, chỉ yếu lấy cái lử thôi đó, cái cán này về làm lại, còn nếu mà để xài cũng ok luôn, bình thường nó hơi xấu hơn đó, mình về mình lấy cái lử này mình xài ha. Nó mài 2 mét hai bên anh em đó, con này đi gần 2 mét ha, rất là dễ xài, rất là bén luôn đó. Em có cây một chứ không có cây thứ hai đâu, người ta trả về này lỗ tiền ship luôn đó. Con cây một người ta nói không phải mẫu, người ta không lấy đó. Rồi số 7 giá 300k. Bởi vì lý do sao em phải lấy cọc là lý do này nè. Nè trên đây có hơi tà tà chút xíu anh em ha, trên này có tà tà xíu. Dao Nhật là anh em biết rồi, nó xài mình mua bán xài hàng xài rồi mà, chứ đâu phải hàng mới anh em ha, thông cảm. Số 17 giá 300. Số 18 là cái con lắc tay ha. Đây 18 con lắc tay. Đó. Con lắc tay này có hai cốc nha anh em. Cốc này cũng khá ok này. Đó, anh em thấy không? Đó, cốc này là căng còn khá là ok ha. Căng còn nguyên anh em ha. Rất là đẹp. Này của thằng NGK nè. Đó. Căng luôn ha. Được hai con, cái này nó có hai con của NGK nè. Con này là dao băng chắc rồi. Nè, NGK đâu tới đâu nó đóng mọc tới đó. Đó. Hai con. Thì tăng đưa ok hết, em test rồi anh em ha. Con này là nè. Gắt chặt vô. Đó. Đảo chiều. Đó. Thì có mình ở anh em cho nên không có người phụ, cho nên là em phải kéo ra ha, kéo ra mình mới lắc lại để mình kẹp cọng dây vô, mình kẹp dây vàng nho rồi đó, ok lắm. Đây mình ví dụ như em lấy cái này em kẹp vô ha, thì mình kẹp vô càng ấy thì nó càng chắc vậy đây. Đó, kẹp vô dây để mình làm vàng nho hay là dây điện như kéo vô nhà người ta đó anh em, mình tăng đưa cho nó thẳng đó, mình càng tăng đưa cái này dịch lên mạnh thì cái này nó càng chắc, nó nhép vô càng mạnh anh em, không bao giờ vụt, không bao giờ vụt nổi nè.
mạnh luôn, không bao giờ giục, tại vì nó làm cái thế anh em đó, càng giật mạnh là nó càng nhét mạnh vô ha, kéo vô nhà dây điện vô người ta là rất là ok ha. Đó, con này được 2 con cóc ha. Rồi, con này 2 con cóc anh em. Con này em quên ghi giá nữa. Đây, con này thì số 18 anh em, giá 1,8 triệu ha. Con này 2 con cóc. Lắc tay này rất là ok anh em. Lắc tay này để mình tăng đưa dây điện, tăng đưa dàn nho, tăng đưa những cái cọng dây gì mà cần cho thẳng á, hoặc là làm hàng rào hàng ghiếc thì mình cần cho sợi dây mình nó thẳng là trách nhiệm của nó ha. Nó có 2 con cóc thì mà nhép 2 cái đầu dây ha. Đó. Rồi, 2 con cóc là ok hết, còn găng cỏ là ok nha anh em, thì cái này rất là khó kiếm ha. Rồi, con này giá một số 18,8 triệu. Số 19 là con này có vẻ mới hơn nè, số 19 1,5 triệu, nhưng mà con này nó chỉ là một đầu móc và một đầu cóc ha, cũng là 1 tấn luôn. Con bên đây cũng là 18, cũng là 1 tấn luôn nha anh em, 2 con tấn hết ha, là giống nhau nè. Đó, tấn hết được 1 tấn ha. Đó, đó da băng gì nè, nói chung là NGK là anh em biết rồi. Rồi, con này giá nó không có, nó chỉ 1 con cóc thôi. Đó, da băng móc cũng da băng luôn, zin của nó anh em ha. Thì con này 1 con cóc thì nó giá nó là 1,5 triệu ha. Con này cũng vậy luôn anh em. Con số 20 cũng là 1,5 triệu luôn, cũng 1 cóc ha. Một đầu móc, một đầu cóc ha. Thì nó cũng hoạt động ngon lành ha. Thì chữ nhật nè anh em ha. Đó, cái này là không, China không có làm hàng này anh em. Này là Nhật nội địa mới có hàng này thôi. Không có China, không có nhái hàng này mà cũng không có làm nước thứ ba luôn. Nội địa Nhật nội luôn đó ha. Con này số 20 giá 1,5 triệu luôn anh em, thì có 2 con 1 cóc và 1 con 2 cóc. Con 2 cóc thì 1,8 triệu. Rồi, qua nhanh ha, chắc em làm 2 clip anh em, chứ không clip này không kịp rồi, bởi vì mình soi cho kỹ cho nên là nó hơi mất thời gian. 20 tới 21 là cái mộ lãm đồng anh em ha, lãm đồng kiểu mới ha. Đó, đây thì anh em muốn thay đầu thì kéo ra ha, dặn lên, dặn lên cao vậy nè. Đó, anh em thay đầu, thay đầu ra ha. Đó, thay đầu ra ha. Đó, nó có bi biết gì ở đây luôn, có bi luôn nè anh em ha. Thì khi mình gắn đầu vô rồi mình gặp lại ha, ký ngóc này xuống xong rồi mình chỉnh ha, mình nhả này ra nè, mình chỉnh đó, mình xây ví dụ như 100, nó để 130 gì nè ha, thì mình xây xây theo cái chiều nào đúng đó, xây bên đây đó, anh em thấy ok không? Nó ok xây qua đó, không ok xây nữa. Đó, xây chừng nào cho giống nó thôi anh em. Đó, cái này giống rồi nè ha. Đó, đúng phải thế của nó đó. Cái bắt đầu anh em đút vô ha, đút vô cái ký xuống lã thì đi kèm với nó sẽ là một bộ anh em, sẽ là một bộ luôn. Đây, ở trên là nó là cái tay để mình đảo chiều á, tay dặn ha, tay dặn nó gắn vô đây. Đó, đảo chiều trên này. Đó, để mình đảo chiều anh em ha. Rồi đảo chiều lại. Đó, đảo chiều. Ok ha. Thì cái con này lại con để chỉnh đó. Hiệu của nó là, hiệu của nó là đây, hiệu của nó là Echo ha, của Mỹ anh em. Nè, nó không để một, nó không có để Made in USA, nhưng mà Echo này. Echo là anh em biết thương hiệu của Mỹ rồi ha.
Thì cái tay này đi chung với nó thì gồm có một cái tay này, một cái núm zin của nó này ha, gắn vô, gắn vô anh em. Rồi đây em tính là một núm nè. Núm này thì nó để phần không anh em đó. Núm này là núm 5/16 nè ha, một núm. Núm thứ hai là núm 3/8 nè ha. Núm thứ ba là núm 1/4 nè ha. Đó, 3 núm ha. Núm thứ 4 nè, núm thứ tư là núm 1/2 ha. Núm thứ năm là cái núm 3/16. Rồi núm cái này là cái nón để mình le ống đồng nè anh em ha. Le ống đồng mình gắn vào ha. Còn núm tiếp theo là cái núm bự nhất nè. Là cái núm 5/8. Rồi. Cuối cùng là cái này cái gì em cũng chả biết cái này luôn. Đó. Cái này là để gắn cái gì em cũng gành nữa. Đó. Rồi. Nói chung là nó có bộ nó sao em để vậy nha. Đó. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Nón nè. 7 nè, 8 món ha. 8 món với một cái cây nữa là 9 món. Đây. Với một cái cây để mình dặn nè ha. Với một bộ nó vậy. Ha. Rồi, bộ con này giá mã 21 này. 1 triệu anh em. Bộ này 1 triệu ha. Rồi, tiếp theo là em có hai bộ mã 22. Mã 22 thì nó cũng có một cũng y gan luôn ha. Cũng là Echo ha. Đó, nó cũng mở ra ha, tăng đưa ra rất là nhẹ nhàng ha anh em. Đó, rất là nhẹ nhàng. Nó cũng có, em tháo con đồng này ra luôn đi cho nó đếm cho nó dễ. Cái đầu này nó xây được anh em, phải chịu đầu này lại, dặn đầu dưới ha, nó mới ra. Đó. Rồi chức năng thì nó cũng y gan như kia, hai thằng giống thịt anh em. Rồi quên nữa, em đo thằng này em quên đo chiều dài cái ống này nó tầm khoảng 23 ha, 2 tấc 3. Chiều cao nó này, chiều cao nó từ đây đến đây nó tầm khoảng 90 ha, 90. Đó, anh em coi tổng số ha. Tới cái đầu ốc này là một tấc nè. Nè, từ đây nè ha, lên tới đây là một tấc ha. Đó, là một tấc. Đó. Rồi. Thì con này cũng giống như con kia thôi, anh em mở này ra. Kéo này ra. Ha. Mở này ra kéo ra. Mở ra ha, kéo ra. Đó. Kéo ra thì mình xây. Xây cái le nào mà cái lỗ nào mình đúng của nó. Đó, đúng của nó là mình cứ lả thôi. Đó, xây ra nè, đó. Tầm đưa vô lại. Ok không? Ok là ok nó nè ha. Rồi, mình cứ việc là mình nhét cái này lại. Thì mình câu cái này qua. Ha. Đó, câu qua rồi mình lả thôi. Đó. Lám đồng rất đẹp đây nè. Đó. Này nó có số dưới đây nè, 5/8 ha. Thì 5/8 là khích nè, bộ của nó. Ha, con kia cũng chẳng vậy luôn anh em. Đây, con kia cũng chẳng vậy luôn. Đây, nè. 5/8 ha. Ở dưới đây cũng là 5/8 là bộ của nó. Rồi, xong ok ha. Rồi đi kèm với cái hai cái bộ này nó hơi khác chút là bộ sản phẩm nó đi theo anh em. Rồi. Đi kèm với bộ số 21 này là mã số 21 à. À 22. Mã 22 cũng là 1 triệu luôn nhưng mà đi kèm với nó là cũng là gì đây? Cũng là một cái tay dặn ha, cái tay là cái tay xây ha. Đó. Là cũng là hiệu Echo luôn ha. Cũng là hiệu Echo luôn, KTC ha, Echo. Đó. Cũng là ok hai đầu hết. Rồi một cái cầm nè. Một cái đầu này là cái đầu năm phần 16 này ha.
Đó. 5 phần 16. Điểm lên. 5 phần 16 là 1 đầu này. 5 phần 8 2 đầu này. 1 phần 2 3 đầu này ha. 1 phần 4 4 đầu này. 3 phần 8 5 đầu này. Đầu này em không biết luôn. Cái nón này ha. Đó. Đầu cuối cùng là cái đầu 3 phần 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 với một cái cây này nữa là 9 nha anh em. Thì bộ nào cũng có 9 cái kèm theo vậy ha. Thì anh em mình thấy được nào thì alo cho em. Đây là ống đồng nè. Bộ này là bộ xưa giờ có 2 bộ thôi. Rồi. Mã 22 cũng chịu nghe nè. Thì clip của em chắc làm 2 clip rồi. Chứ giờ không kịp anh em ơi. Rồi số 23. 23 là một cái hộp này. 3 là cái hộp này. Đó. 3 là cái hộp này là nó là cái bộ để khò nè. Để khò vô bếp vô ga, một khò ga ha. Gọi là cái bộ khò ga đi. Đó. Thì cái này thấy còn hửi được mùi mới luôn nè, mới tinh luôn, chưa xài luôn. Đây. Đó. Cái đầu này thì mình gắn vào đây. Gắn vào cái đầu này. Cái này bằng thau luôn nguyên chất rồi nè. Đây cái này là mới chưa xài luôn nè, mới tinh luôn. Mới chưa xài luôn nè. Đó. Cái này mình kết nối vô ha. Bóp này xuống giống như là cái dàn hơi vậy đó, bóp xuống, gắn này vô ha. Đó. Rồi. Xong thì mình mới khè ga ha. Bóp vô, bóp nè, bóp là mà khè ga ha. Còn cái đầu này dài khoảng, cái dây này dài khoảng 2 mét anh em, thước 7 thước 8 vậy. Rồi cái đầu này anh em, còn cái đầu này thì kết nối vô cái ga ha. Đây. Cái đầu này là anh em xây anh kết nối vô cái bình ga. Ha, kết nối bình ga xong rồi anh em có cái núm dặn nè ha. Xả khóa nè ha. Dù anh em xài thì anh em mở ra vậy. Đó. Đó, mở ra vậy, còn nào không xài khóa lại. Còn cái đầu mũ này nè là kết nối vô bình ga nha anh em. Đầu mũ này kết nối vô đây. Rồi. Đầu mũ này kết nối vô đây ha. Xong. Rồi, tiếp theo anh em. Tiếp theo là cái mã này, cái này nó còn gì nữa? Thì cái đầu này mình gắn vô cái nè. Em chỉ luôn cái này, đầu này là mình gắn vô bình ga ha. Đó, cái đầu này mình gắn vô cái bình ga mình á, bình ga lớn á. Rồi cái đầu cái quanh khóa, còn cái này là kết nối mở cái nút mũ này ra. Mở nút mũ này ra. Đó, mở cái nút mũ này ra sẽ kết nối vô đây. Sẽ kết nối vô đây nè ha. Đó. Đó, kết nối vô đây ha nè. Đó. Kết nối vô đây, cái này mình cắm vô bình ga như vậy nè. Cắm vô, cái này là cái quanh khóa thôi ha. Dặn lại ha. Xong rồi cái này nó là cái này là mình chỉnh ha. Cái này cũng quanh khóa nữa nè. Đó. Cộng trừ nè, quanh khóa luôn. Yếu mạnh yếu á. Còn cái mỏ khò ha. Bóp khò. Còn cái này là cái mồi nha anh em, cái này cái mồi. Đó. Đá lửa ha. Nẹt gì là nó ra là nó nẹt ha, mồi để mồi. Đây là có cái xe cua anh em. Ha, có cái đá xe cua nè. Đó, có đá xe cua luôn. Nó nằm đây. Đây, đá xe cua nó nè ha, gắn vô. 1 2 3 cục nè. Đó. Em cũng cố gắng em đựng cái bọc khác để cho rất uổng lắm. Đá chưa xài luôn. Là 4 cục anh em, 3 cục trong này với cục trong này là 4 cục nè, gắn vô hình gì nè ha. Anh em gắn vô giống vậy ha. Rồi. Đá xe cua. Thêm cái cà lê gì nữa nè, thêm cái bọc gì nữa nè ha.
ốc ác thì nó của nó nguyên đai nguyên kiện đó. Cái này nó để mắt in ra băng nè anh em ha, giấy của nó nè. Rồi xong suốt kỹ thuật anh em về tự tham khảo ha. Rồi cái bộ này em bán với giá 1 triệu ha anh em, rất là đẹp, mới đi xài luôn, mã 23 nè, giá 1 triệu đó. Cả thùng này luôn anh em, thùng zin của nó luôn, mới ton chưa xài luôn anh em ha. Thì cái này em có sao đã vậy. Rồi clip em tạm dừng đây ha, rồi em sẽ làm clip tiếp theo bên cái hoành nước bên chút xíu nữa anh em. Rồi tạm biệt anh em, hẹn anh em clip tiếp theo ha, đón xem ha, em lẽ lên liền luôn. Rồi chào em.